Dạ chưa? Dạ chưa? Lần nào được anh đồng ý là may mắn. Anh đồng ý thì em đi. Em mới làm video gửi cho anh được chứ. Sao là cứ làm video rồi. Mày có thể làm video thế nhá. Phút ra để Hồng chạy hiện à. Mày tưởng tao không biết mày chụp mày, mày chụp gì tao? Yeah.
đúng này. Thank you.
xong. Thank you.